Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring phải nói là cao cấp nhất trong cái dòng Escape của Zion, đó là Zion Escape SL1. Đây là dòng cao cấp nhất dòng Escape với cấu hình là phanh đĩa dầu và 9 nít 3 tầng đĩa. Thì hôm nay em đang về một chiếc Zion Escape SL1 và bây giờ em sẽ đánh giá cấu hình chi tiết của chiếc xe này. Bây giờ xin mời các bác đón xem. Và như các bác đang nhìn thấy đây thì đây là tổng thể chiếc Zion xe đạp Zion Zion Escape SL1. Chiếc xe này có cấu tạo bằng khung hợp kim nhôm cao cấp mang công nghệ Alu XX của Zion. Dòng Escape này là dòng Escape SL2. À quên, xin lỗi ạ, SL1. SL và ở đây nó có chữ 1 là dòng 1. Và size của chiếc xe là size M. Size M này sẽ phù hợp cho các bác có chiều cao từ khoảng 1m65, 1m63 cho đến 1m75. Về phần yên của chiếc xe thì khá là mới đẹp. Bộ chuyển động của chiếc xe là bộ chuyển động Alivio. Alivio này thì nó rất là cao cấp, nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut, cao cấp hơn Acera. Nó đứng thứ tư từ dưới lên của gia đình bộ chuyển động Shimano của Nhật Bản. Như các bác thấy thì Mayer rất bon, phanh hoạt động trơn tru. Đùi đĩa của chúng ta là trang bị cho cái dòng hãng trong Zion trang bị cho dòng Escape SL1 này là đùi đĩa Shimano 3 tầng và cặp đĩa Tourlay. Về phần sơn thì em thấy là sơn của chiếc xe rất là đẹp, gần như không có vết xước nào đáng kể cả. Càng của chiếc xe là càng nhôm, càng phục nhôm, mã vạch chính hãng của xe. Trên tay bấm là bộ chuyển số Alivio 9 tốc độ và phanh dầu Shimano, phanh dầu thủy lực Shimano. Bên này là tay chuyển 3 tầng của đĩa, tay trái là dây chuyển đĩa. Nên như các bác có thể thấy là em ấn là gạt đĩa nó chuyển. Phanh dầu Shimano này thì như các bác biết là một cái phanh rất là uy tín, rất là chất lượng, rất là tốt. Thông số của chiếc xe là thông số lốp, đó là lốp 700C, quả 28, lốp 700C dòng Touring, quả 28. Đây là bên tổng thành bên này của chiếc xe, gạt đĩa cũng là Anivio. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này, và các bác có thể
quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận, nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì được sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.